Hey, what you have there? This is my avocado face mask. Okay. Avocado? Mm-hmm. A little bit of honey? Mm-hmm. A little bit of turmeric. Turmeric? Okay. Stir. Là sẽ làm mặt nạ cho bà sẽ nè. Đó này là bơ. Bây giờ khoảng một phần 10 bột nghệ. Bột nghệ nguyên chất á. Bây giờ khoảng phân nửa muỗng mật ong. Thì nghe đã tính lên. Tính lên rồi sẽ đắp mặt bà sẽ già rồi mà vẫn còn ngựa thế mát cái kim yes. Mặt nạ này nọ già rồi how rude già rồi làm đẹp gì nữa hả làm đẹp để cho ai coi chính mình ai coi thôi hả hey very rude giờ trét từ mặt hả? Yeah. Trét từ mặt nữa. I'm putting on my face mask. Mm. But did you paint it on? I know. Hmm? Paint it on? Yeah. New gadget. Giống như là vẽ mặt vậy. Này là vẽ mặt đi hát bội được lắm á. Hậu ơi, ba thích hát bội lắm đó. Ba rất thích hát bội. Hậu lúc trước ba còn sống á hậu suốt hậu làm như vậy nè rồi hát bộ cho ba nghe chắc ba cười ngất luôn á hả how do you say it dễ lông mày giống như hát bội vậy đó like a boy. hát bội á kiểu nó mi sơ ôn Việt Nam cải lương á hát bội á dẫn đi opera Việt Nam opera the painting oh. Painting the face with that and the singing yeah hát bội oh look like a hook now look a hook now oh my gosh Woo. Don't make me angry oh. You're like when I'm angry Hulk. Oh my god. Hulk. Yeah. Okay. After 10 minutes, wash it off. Sau khi mà thúc lại rửa mặt với nước lọc như các bạn. Làm. And she is young, just still old. Yes, still old. Oh my God, still old. What do you think? Oh, smooth. Oh, it's smoother. Oh, nice. It's smoother. Okay, thank you, các bạn. Thank you. Chúc các bạn một ngày tốt lành.